Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Coi 98. Tiếp nối với series các dự án retroactive, lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một dự án mới, đó chính là The Bank. Tổng quan video này thì mình sẽ chia ra làm hai phần chính. Phần thứ nhất, mình sẽ giới thiệu qua The Bank là gì, và phần thứ hai thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách để trải nghiệm sản phẩm ở trên The Bank nha. Nếu như anh chị em yêu mến Coi 98 Insights thì đừng quên scan mã tại đây để tích lũy X Point và có cơ hội nhận retroactive nhé. Ok, thì phần đầu tiên The Bank là gì? Thì The Bank là một sản phẩm bao gồm 3 tính năng chính. Tính năng thứ nhất của The Bank là giúp cho các bạn có thể quản lý danh mục đầu tư của mình một cách hiệu quả. Tính tới thời điểm hiện tại thì The Bank đã tích hợp hơn 500 protocols và 11 chains khác nhau. Các bạn chỉ cần vào phần profile, sau đó copy địa chỉ ví của mình. Sau đó The Bank sẽ ngay lập tức hiển thị cho các bạn tổng số lượng tài sản mà mình đang có và số lượng tài sản đó đang được phân bố cụ thể trên từng chain như thế nào. Kéo xuống phía dưới thì bạn còn có thể xem được số lượng tài sản của mình hiện đang có trên từng protocol khác nhau. Ví dụ như ở đây, nếu các bạn đang sử dụng tính năng farming của AlidaSwap thì The Bank sẽ hiển thị cho các bạn số lượng rewards mà các bạn đang có ở trên protocol này. Tính năng thứ hai của The Bank là token swap. Ở đây, The Bank sẽ hoạt động như một DEX aggregator, có nghĩa là nơi tổng hợp thanh khoản từ nhiều sàn DEX khác nhau. Khi đó thì các bạn sẽ có sự so sánh giữa các sàn DEX để chọn cho mình một sàn DEX mà có cái tỷ giá trao đổi phù hợp nhất. Ví dụ như là nếu mà mình chọn swap từ Matic sang USDC, thì ngay lập tức The Bank sẽ hiển thị cho mình một danh sách các sàn DEX mà mình có thể thực hiện lệnh này. Ví dụ như ở trên OneInch thì mình có thể swap được một Matic sang 1.8845 USDC. Trong khi đó ở QuickSwap thì mình sẽ chỉ swap sang được 1.8828 USDC thôi. Thì chắc chắn mình sẽ chọn swap ở trên OneChain để được hưởng với cái tỷ giá nó tốt hơn. Tính năng thứ 3 của The Bank chính là nơi tổng hợp dữ liệu on-chain ở trên DeFi. Thì ở đây nó sẽ có hai tab chính, đó chính là DeFi List và Ranking. Thì ở DeFi List các bạn sẽ có thể xuất được dữ liệu từ các protocols khác nhau. Ví dụ ở đây thì các bạn có thể lọc theo chain và lọc theo loại protocol. Ví dụ như là nếu mình sẽ chọn này, Polygon, chọn DEX thì mình sẽ có được danh sách tất cả các sàn DEX hiện đang hoạt động ở trên Polygon. Và nếu mình đang muốn tìm hiểu về dự án QuickSwap thì mình có thể ấn vào QuickSwap. Sau đấy thì nó sẽ hiển thị cho mình rất là nhiều dữ liệu. Ví dụ như ở đây thì mình có thể xem được tổng số lượng tài sản khóa này, tổng cái volume giao dịch hay là số lượng người dùng của QuickSwap. Còn để so sánh giữa các protocol với nhau thì các bạn có thể vào tab Ranking. Thì ở đây, ví dụ nếu mà mình muốn so sánh giữa các sàn DEX với nhau thì mình sẽ chọn DEX. Sau đó thì The Bank sẽ hiển thị cho mình dữ liệu về, ví dụ như là về khối lượng giao dịch của các sàn DEX khác nhau để mình có thể dễ dàng so sánh. Kéo xuống phía dưới thì The Bank còn có một bảng xếp hạng các DEX dựa trên khối lượng giao dịch trong vòng 24 giờ. Đó, ngoài ra thì The Bank còn có rất nhiều các dữ liệu hữu ích khác phục vụ cho mục đích tìm hiểu, nghiên cứu của bạn. Thì các bạn có thể vào đây và khám phá dần dần tất cả các dữ liệu khác ở trên The Bank nha. Ok, vậy thì tại sao The Bank là tiềm năng để cho chúng ta làm retroactive? Thì đầu tiên như các bạn có thể thấy là các sản phẩm của The Bank đều khá là hoàn thiện rồi. Và từ trải nghiệm là một người dùng như mình thì mình thấy các tính năng của The Bank đều khá là ưu việt và cách sử dụng cũng đơn giản, giao diện thì thân thiện với người dùng. Cái thứ hai thì The Bank đã ra mắt được khá lâu, tuy nhiên tới thời điểm hiện tại thì dự án vẫn chưa ra mắt token. Và đây chính là cơ hội để các bạn săn retroactive. Vì như các bạn cũng đã biết, các dự án hoạt động trong không gian crypto thì đều có xu hướng ra token của riêng mình, chỉ là sớm hay muộn. Và để cập nhật các thông tin update mới nhất từ dự án thì các bạn hãy follow Twitter của The Bank nha. Và để có thể hiểu hơn về tiềm năng của việc làm retroactive thì các bạn có thể tham khảo bài viết Skin in the Game thay đổi vị thế với vốn không đồng nhờ làm retroactive mà team mình cũng đã giới thiệu cho các bạn khá nhiều ở các video lần trước rồi. Ngoài ra trên Coi 98, các bạn còn có thể tự tìm cho mình các kèo retroactive khác ở mục kiếm tiền, testnet airdrop, và team mình cũng đã có rất nhiều bài viết giới thiệu cho các bạn nhiều các cơ hội retroactive từ các dự án khác nhau, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm xem sao nha. Ok,
Ok, thì ở phần thứ hai này mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách sử dụng tính năng token swap của DBank. Thì nếu các bạn đã sử dụng quen thuộc với các sàn DEX thì tính năng này cũng tương tự. Ở đây thì điều đầu tiên là các bạn sẽ cần phải kết nối với ví. Ở đây thì mình đã kết nối sẵn với ví rồi, nếu chưa thì các bạn sẽ ấn vào Connect Wallet ở góc trên cùng bên phải. Sau đó thì các bạn sẽ chọn chain mà mình muốn thực hiện giao dịch. Thì ví dụ ở đây mình sẽ chọn Polygon. Sau đó các bạn sẽ chọn loại tài sản mà mình muốn trao đổi. Thì mình ở đây mình đang chọn là swap từ Matic sang USDC. Sau đó các bạn chỉ cần nhập số lượng tài sản mà mình muốn trao đổi. Sau đó thì DBank sẽ cho các bạn một danh sách các sàn DEX mà các bạn có thể swap. Thì ở đây mình có thể thấy là Paraswap đang cho mình swap với một cái tỷ giá tốt nhất. Thì mình sẽ chọn swap ở trên Paraswap. Mình sẽ ấn vào swap này. Sau đó confirm và ấn trade. Các bạn sẽ confirm giao dịch ở trên ví nha. Đó thì sau khi thực hiện lệnh, các bạn có thể theo dõi tiến độ lệnh swap của mình ở phía dưới phần swap history. Ở đây thì lệnh nó vẫn đang pending. Một số lưu ý khi các bạn sử dụng cái tính năng swap này của DBank thì theo trải nghiệm cá nhân của mình thì có một số lệnh nhiều khi các bạn sẽ bị pending khá là lâu và thậm chí lệnh đó có thể fail. Thì đây là một nhược điểm của DBank. Thì cách khắc phục là các bạn sẽ chờ và quay lại swap sau khi mà lệnh đã được confirm là bị fail để swap lại nha. Ok, thì đó là tất cả những gì mà mình muốn giới thiệu với các bạn về dự án DBank. Lưu ý là tất cả những thông tin trên thì đều không phải lời khuyên đầu tư và các bạn nên nghiên cứu kỹ trước khi làm retroactive của bất kỳ dự án nào. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã xem tới cuối video và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé.